Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn kỳ thứ 18 năm 2022. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832 năm 2022. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 1832-2022. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Bắc Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng bộ, quân và dân An Giang phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao và Truyền thanh huyện Thoại Sơn vừa tổ chức lễ ra mắt các lớp năng khiếu tại nhà thiếu nhi huyện. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Diền, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, các thầy cô giáo, phụ huynh và trên 150 em học sinh tham dự. Qua gần 6 tháng hoạt động, bước đầu nhà thiếu nhi đã mở được các lớp năng khiếu như 3 lớp võ Taekwondo, Vô Vi Nam, Karate với khoảng 150 học viên, một lớp đàn organ với 9 học viên, một lớp hát 9 học viên, lớp thể dục nhịp điệu gần 40 em và đặc biệt là lớp nhạc kèn dự kiến sẽ là đội nghi thức của huyện với 50 em tham gia gồm 18 em thổi kèn và 32 em đánh trống. Việc tổ chức các lớp năng khiếu góp phần đáp ứng nguyện vọng học tập sinh hoạt, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện, đồng thời tạo môi trường vui chơi học tập, giúp các em làm quen với sinh hoạt cộng đồng, rèn các kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Phú tổ chức diễn đàn đảng ủy, chính quyền lắng nghe dân nói tại văn phòng Ban Nhân dân hai ấp Phú Hùng và Phú Lợi. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Phú, ông Quỳnh Long Ngon, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dạng xã, ông Đặng Ngọc Thiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cùng đại diện một số ban ngành, hội đoàn thể. Tại diễn đàn lắng nghe dân nói, bà con nhân dân đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn xã năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Qua đó, bà con nhân dân đã tham gia đóng góp một số ý kiến kiến nghị liên quan đến một số vấn đề như Ủy ban dân xã có kế hoạch nâng cấp một số tuyến đường nội đồng bị sụp lún để thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển lúa và vật tư nông nghiệp, tăng cường quản lý dịch chạy đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn phòng chống dịch bệnh. Đề nghị lực lượng công an xã tiếp tục tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhất là vào ban đêm nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp vặt, trộm máy bơm nước, bình xịt máy. Đề nghị hỗ trợ người lớn tuổi, người mất giấy tờ tùy thân khi đến làm căn cước công dân. Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, đại diện đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tây Phú đã giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà người dân quan tâm, tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của nhân dân để làm cơ sở chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc mà người dân nêu ra. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Núi Sập
Ốc Eo, xã Mỹ Phú Đông đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đã từ lâu, ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội. Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, những kỹ sư tâm hồn, đồng thời cũng là dịp để các thầy cô giáo trong ngành giáo dục thêm tự hào về truyền thống của ngành, cố gắng nỗ lực vượt qua thử thách và khó khăn, nguyện làm tròn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp trồng người, góp phần đào tạo nguồn lực cho quê hương. Dịp này, các thầy cô giáo giao lưu văn nghệ, ôn lại kỷ niệm và chia sẻ kinh nghiệm giáo dục cho thế hệ trẻ. Ủy ban Nhân dân thị trấn Núi Sập đã trao các phần quà tri ân đến các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đại tá Phan Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra về công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 02 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ tại thị trấn Núi Sập. Tiếp đoàn kiểm tra có Trung tá Bùi Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, ông Trần Trọng Danh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ốc Eo, cùng các đồng chí đại diện Ủy ban Nhân dân, Công an quân sự trạm kiểm lâm thị trấn Ốc Eo. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra ghi chép và lưu trữ hồ sơ của lực lượng công an quân sự và trạm kiểm lâm tại thị trấn Ốc Eo. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phan Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, đánh giá cao sự chuẩn bị của thị trấn Ốc Eo, đặc biệt trong sự phối hợp theo Nghị định số 02 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, đồng thời đề nghị để công tác phối hợp ngày càng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, thị trấn Ốc Eo càng xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành và lực lượng ngày càng chặt chẽ hơn, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin trong xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra tại địa phương, từ đó góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang phối hợp đội thanh tra giao thông số 5 và Ban An toàn Giao thông huyện đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Tại mỗi gia đình các nạn nhân, ông Trương Khiết Quang, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng cán bộ chiến sĩ đội thanh tra số 5 và đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thoại Sơn đã thăm hỏi, trao tặng quà động viên các gia đình có người thân bị tử vong, bị thương tật do tai nạn giao thông. Theo đó, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình của nạn nhân Trần Hát Trắng, ngụ khóm Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, bị tai nạn tử vong vào ngày 24 tháng 8 năm 2022. Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, hộ nghèo, không có đất sản xuất. Cùng với đó là gia đình của nạn nhân Trần Thanh Tùng, bị tai nạn giao thông vào ngày 6 tháng 7 năm 2021. Gia đình là hộ cận nghèo, không có đất sản xuất. Anh Tùng lại là lao động chính trong gia đình. Hoạt động nhằm chia sẻ, xoa dịu những mất mát đối với các nạn nhân và gia đình, đồng thời mong muốn mỗi gia đình sẽ là tuyên truyền viên, chung tay cùng các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của mọi người, mọi nhà, nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội, lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Hội Cựu Giáo chức xã Vĩnh Trạch tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022 và họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến dự có bà Trần Kim Định, Phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức huyện, ông Mai Bá Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng đại diện các điểm trường và các hội viên Hội Cựu Giáo chức. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đánh giá kết quả công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Hội cựu giáo chức xã Vĩnh Trạch đã phát triển được 54 hội viên. Hội luôn đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, nhất là công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo giúp đỡ hội viên. Phát biểu tại buổi tổng kết và họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Mai Bá Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã biểu dương những kết quả đạt được của Hội cựu giáo chức xã Vĩnh Trạch trong thời gian qua, đồng thời mong muốn. Thứ nhất, Hội cựu giáo chức cần bám sát theo tôn chỉ, mục đích để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội năm 2023. Cái thứ hai là tập trung xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh, vận động tổ chức hội viên được tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, đoàn kết nội bộ, tích cực đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Thứ ba là toàn thể hội viên hãy luôn nỗ lực thực hiện 4 chức năng của hội cựu giáo chức, như là tham gia giáo dục và đào tạo, rồi xây dựng xã hội học tập, rồi chăm lo đời sống của hội viên. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch khen thưởng cho một tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022. Hội cựu giáo chức xã Vĩnh Trạch tặng quà cho các hội viên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022-2024 ở An Giang được thực hiện với diện tích 50 hectare và xã Giọng Đông, huyện Thoại Sơn là địa điểm được chọn thực hiện dự án. Sau thời gian triển khai, mô hình được nông dân tham gia đánh giá cao. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu. Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang, Quỳnh Đào Nguyên, giai đoạn 2022-2024, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự án thực hiện trên địa bàn 4 tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An với mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng gói kỹ thuật đồng bộ từ gieo cấy đến thu hoạch, tạo sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Dự án xây dựng 12 mô hình, quy mô 50 hectare trên mô hình, thực hiện cấp mã số vùng trồng 12 mô hình, tương đương quy mô 600 hectare khi đạt đủ điều kiện, đồng thời xây dựng 4 mô hình hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Năm 2022, An Giang có một dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2022-2024. Theo đó, xã Giọng Đông là địa điểm được chọn thực hiện dự án với diện tích 50 hectare. Mô hình do Trung tâm Khuyến nông An Giang làm chủ đầu tư. Đơn vị liên kết thu mua là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời, thực hiện vào vụ thu đông năm 2022. Thực tiễn cho thấy, mô hình giúp nông dân yên tâm canh tác do doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo lợi ích thiết thực giữa các bên tham gia liên kết, đồng thời giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Khi tham gia mô hình, nông dân được công ty đầu tư toàn bộ dịch vụ cơ giới hóa, phun thuốc bằng máy bay không người lái. Tất cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí sản xuất, nông dân đều được công ty ký kết hợp đồng tạm ứng. Khi cuối vụ sẽ trừ lại khi thu mua, bà Quỳnh Đào Nguyên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang cho biết. Trong năm 2022 này thì Khuyến nông Quốc gia có hỗ trợ cho An Giang một cái dự án và với An Giang là chủ trì dự án. Thì dự án này là dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa để phục vụ cho vùng nguyên liệu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì dự án này triển khai ở 4 tỉnh, đó là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An. Thì mỗi tỉnh như vậy thì mỗi năm có một mô hình, thì mô hình là quy mô 50 hectare. Thì mục đích của cái chương trình này thì giúp cho nông dân là thứ nhất là ứng dụng những cái tiến bộ kỹ thuật, cái công nghệ vào sản xuất để giúp cho giảm chi phí sản xuất,
Cái thứ hai nữa là liên kết với cái doanh nghiệp để tiêu thụ và từ đó mà giúp nông dân an tâm sản xuất. Thì khi liên kết như vậy thì nông dân sẽ gắn với một doanh nghiệp, thì tùy doanh nghiệp, như chẳng hạn như trong mô hình này thì gắn với Lộc Trời thì họ sẽ đầu tư cái vật tư đầu vào, đó là giống, rồi phân bón với thuốc bảo vệ thực vật và những cái dịch vụ đi kèm, có thể là dịch vụ cơ giới hóa như là máy làm đất, máy cày, hoặc là cái dịch vụ phun thuốc bằng ron. Rồi cuối vụ thì họ có đầu tư cái thu hoạch, thì những cái chi phí này là thì Lộc Trời sẽ tạm ứng cho nông dân, thì cuối vụ sẽ mua lúa lại để khấu trừ cái phần chi phí đã đầu tư vào. Thì khi nông dân hợp tác xã mà tham gia những cái dạng mô hình này thì nông dân sẽ an tâm hơn, thì khỏi phải lo cái chi phí đầu tư cho sản xuất, mà cái đầu ra thì cũng có cái doanh nghiệp đã đứng sau đó đã tiêu thụ, thì sẽ giúp tự tin, cũng như là trước cái tình hình vật tư phân bón đang tăng cao mà có cái đầu tư cho cái phần đầu vào thì nông dân cũng an tâm hơn. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông An Giang đã đến tham quan mô hình dự án sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022-2024 tại xã Dọng Đông. Theo đó, đoàn đã đến thăm mô hình vùng nguyên liệu lúa gạo hợp tác xã Sơn Hòa. Đây là mô hình đưa cơ giới hóa vào toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp và có sự liên kết với công ty dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Hòa Phan Thành Bắc cho biết, hợp tác xã có 31 thành viên tham gia và liên kết với tập đoàn Lộc Trời được 2 năm. Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Hòa đang liên kết diện tích là 650 hecta vụ thu đông. Trung bình một năm, hợp tác xã chúng tôi liên kết 19.500 đến 20.000 hecta. Trước thu hoạch 10 đến 15 ngày, công ty chốt giá với nông dân nên không có tình trạng ép giá. Thực hiện mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu, hợp tác xã tham gia diện tích 50 hectare. Toàn bộ quá trình sản xuất đều sử dụng cơ giới hóa trên đồng ruộng. Bên công ty cung cấp vật tư nông nghiệp và bao tiêu theo giá thị trường. Ông Phan Thành Bắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Hòa chia sẻ. Hiện giờ thì đang liên kết với bên tập đoàn Lộc Trời là được 650 hectare là cái vụ thu đông. Mằng lúa thì mằng đang mằng theo cái tiêu chuẩn là EU, châu Âu, Mỹ. Thì hợp tác xã là có 31 thành viên là được 160 hecta, thành viên đều là mằng hết liên kết với bên tập đoàn hết, cũng như là hợp tác xã đứng ra mà để đại diện mà ký với cái bên tập đoàn là mằng cái tiêu chuẩn EU hết luôn. Cái diện tích phát triển 50 hecta thì chưa hết là 31 thành viên, cũng có một số thành viên thôi. Mình cũng muốn là cái diện tích cho nó lớn hơn. Thì bây giờ nói chung bây giờ mằng thì theo mấy dự án giờ thì toàn bộ là cái công nghệ hóa hết, nói chung nó đỡ tốn cái chi phí hơn cái theo cách cũ truyền thống như hồi xưa. Như hồi xưa mà máy mà muốn kiếm được cái máy mằng đâu phải dễ, còn bây giờ hợp tác xã đem máy cày về này là trước hết là làm đất này kia cho bà con, là yêu cầu cứ alo cái là có liền, rồi tới xịt thuốc hay vậy đó là cứ alo rồi đem máy bay lại bay thôi. Thì bây giờ nói chung thì bà con giờ mằng mà theo cái cách mới bây giờ thì nói chung là rất là khỏe. Một người ví dụ giờ mằng là 40 hecta giống bình thường, ngồi nhà chơi thôi, giống mằng 40 hecta điều khiển thôi. Thì Lộc Trời là cung cấp cho mình là cái vật tư nông nghiệp như là phân thuốc, rồi sau này là thu mua lúa lại của mình, cũng như là bà cung cấp từ đầu vụ đến cuối vụ, rồi cuối cùng là bao tiêu lấy lúa lại cho bên hợp tác xã. Giá thì bao tiêu thì cái giá theo thị trường, trước khi là thu hoạch là 10 ngày đến 15 ngày là chốt giá với bà con nông dân. Như mình chốt giá rồi là xong, giá lên, giá xuống. Còn nếu mà đi EU á thì mình cộng thêm 200, Tết đạt cộng thêm 200. Việc khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết giá trị và phát triển thị trường với vai trò trụ cột là hạt nhân chủ đạo, nòng cốt dẫn dắt, đưa khoa học công nghệ vào chuỗi giá trị, qua đó góp phần tăng năng suất, tăng sản lượng lúa trên cùng một diện tích, giúp người nông dân thay đổi tư duy canh tác truyền thống, vì gắn với tiêu thụ là đồng bộ tất cả các khâu sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong canh tác lúa, giá lúa tiêu thụ thuận lợi. Chương trình phát thanh online do Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.